Hi, chào các bác. Hôm nay thì bên em Vuzio Auto muốn giới thiệu với các bác một chiếc xe thực sự phải nói là một thiết kế đến từ Nhật Bản, phải nói là đẹp. Vâng, một mẫu xe SU 5 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng và được rất nhiều người ưa chuộng. Thương hiệu đến từ Nhật Bản, Mazda. Mazda CX-5 sản xuất năm 2019. Đến nay mới được có hơn một năm thôi. Thế nhưng mà phải nói đây là một chiếc xe lướt cực kỳ đẹp, lăn bánh được hơn 3 vạn. Hạn đăng kiểm thì còn đến tháng 12 năm 2021. Và chiếc xe này zin một chủ từ đầu, biển số tỉnh Quảng Ninh 14A38916. Vâng, lớp sơn của xe, sơn zin của xe thì còn đến 99%. Và bao cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng, ngập nước, máy số còn zin nguyên. Một chiếc xe CX-5 bản full kịch với động cơ 2.5. Đấy, 4 bánh dẫn động cầu chủ động. Và con này thưa quý vị các bạn là một chiếc xe mà phải nói là khá tốn khá nhiều giấy mực và là một mẫu xe ăn khách nhất cái thời điểm năm 2018-19 ạ. Vâng, vì thiết kế của chiếc xe thực sự là rất là đẹp. Đây, em sẽ đi xa cho các bác một chút để các bác cùng xem. Đấy, các bác có thể nhìn là về thiết kế của xe rất là hài hòa và cân đối. Phần đầu dài, dáng trường, đấy, la răng đúc to, lốp dày. Đấy, và con này thì toàn sử dụng lốp được cung cấp đến từ Nhật Bản đấy các bác nhé. Một chiếc Mazda CX-5 đẹp, vâng, zin đét đẹp luôn, được tích hợp trang bị công nghệ đến tận răng công trình. Cảm biến trước, cảm biến sau an toàn, túi khí vây quanh xe, vâng, đến gần chục túi khí. Cảm biến gạt mưa, đèn định vị ban ngày, đèn LED định vị ban ngày, đèn gầm projector, đèn bi cầu, góc mở theo hướng lái. Rồi rất nhiều công nghệ được tích hợp, ví dụ như là phanh tay điện tử, hệ thống cruise control điều khiển ga tự động, hệ thống idling stop dừng tạm dừng để tiết kiệm cho động cơ. Rồi hệ thống chống trơn trượt, căn lề, rất nhiều chức năng tích hợp. Và đây là một chiếc xe bản thể thao mà có cả giá nóc luôn. Đấy, rất nhiều chức năng tích hợp trên chiếc xe này. Đấy, và đây là một chiếc xe lướt nha các bác nhá. Nên là chắc chắn cho các bác luôn rằng là xe không có lỗi lầm gì. Thế nên là chiếc xe này thì bên em bán giá cũng vô cùng cao luôn. Vâng, không đơn giản nữa. 848 triệu đồng các bác sở hữu ngay được chiếc CX-5 này rồi. Một chiếc xe zin đét cả xe luôn, không lỗi lầm. Bao cam kết cho các bác, không lỗi nhỏ. Vâng, và con này thì vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ theo Mazda nha các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn chất xe xung quanh sau hai vòng mà vừa nãy em Vũ Duy Auto đã đi cùng các bác để xem xe. Đấy, riêng cái dòng này thì về thiết kế thì đúng là thực sự là không có đối thủ về thiết kế về các cái chi tiết góc cạnh của xe được kết hợp rất là hài hòa. Và một chiếc xe mà chủ người ta giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Lăm bánh 13 vạn 7. Nội thất bên trong xe thì sử dụng tông màu đen, đen hoàn toàn luôn. Đấy, rất là sang trọng, lịch lãm. Còn lớp sơn bên ngoài là màu đỏ luột. Vâng, phải nói là luột. Đây các bác nhìn này, phần logo hình cánh chim rất là to và nổi bật lên các bác nhá. Form 2019, logo nổi hẳn lên luôn, không chìm. Mặt Catalan thì tưởng tượng như các cái mẫu xe Ford Mustang ấy. Vâng, thiết kế của nó rất là hài hòa và đều. Đấy, cản trước thì các bác nhìn này, có rất nhiều cảm biến. Đấy, nên là các bác mà đi thì các bác sẽ rất là yên tâm khi mà vào những chỗ chật hẹp thì không lo là va quẹt đâm đụng. Còn các bác có thể nhìn biển số của xe đấy. Biển số không biết trời xước luôn. Đấy, thế nên là các bác yên tâm rằng là xe bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng nhá. Cản trước này, các bác nhìn này, đèn bi này, rồi đèn LED định vị này. Đấy, sơn si cản trước đều. Đấy, đèn này, hệ thống giải LED điện định vị ở phía dưới trông rất là phong cách, thể thao. Và đặc biệt là quả bi cầu projector góc mở theo hướng lái đa điểm này các bác ạ. Đấy, cái này là bác lái sang trái nó sẽ sang trái, lái sang phải nhá các bác nhá. Và đèn đêm. Đấy, đèn định vị đêm. Đấy, xi nhan kết hợp luôn ở trên này. Đấy, các bác nhìn thiết kế tổng thể rất là hài hòa luôn. Và cái mặt hốc gió này nó chia làm các cái đàn tam giác, các cái sao ba cánh ạ, trông rất là nuột. Đấy, đẹp. Và hốc gió là hốc gió thật nhé các bác nhá. Đấy, khả năng tản nhiệt của xe rất là tốt luôn. Với khối động cơ 2.5 nghe thì có vẻ là to. Vâng, các bác 2.5 thì các bác hay mặc định là khoảng 10 lít cho đến 11 lít. Thế nhưng mà chiếc xe này chỉ lăn bánh mới có chưa hơn 7 lít một tẹo thôi ạ.
chưa bằng máy 2.0 luôn. Vâng, vì dòng Mazda là một dòng xe được tích hợp công nghệ cực kỳ nhiều luôn. Công nghệ SkyActiv, vâng, một công nghệ vừa tiết kiệm nhiên liệu lại vừa khỏe vừa bền. Đấy, thế nên là chiếc xe này cũng được tích hợp công nghệ động cơ đấy 2.5. Con này thì về thiết kế tổng thể hài hòa của xe thì thực sự là đấy, các bác có thể nhìn ạ, rất là yêu luôn. Vâng, các cái phần sườn gân nổi rõ ràng, các cái phần uốn lượn của xe đều. Và các bác nhìn này, đấy, tôn vỏ đều căng bóng luôn nhá. Đấy, lại còn kết hợp thêm cả một giải LED kết hợp trên tai gương cụp xe điều chỉnh điện đây. Đấy, đấy, gương bầu gương xịn xò luôn. Đấy, mặt gương chiếu hậu thì rất là to. Đấy, khả năng quan sát trong xe ra ngoài rất dễ dàng. Chiếc xe này các cái tay nắm cửa thì đã được chủ người ta ốp bọc chrome, chứ bình thường nó là mung nguyên màu đỏ đấy ạ. Vâng, ốp bọc chrome hết rồi. Đấy, trông rất là sang trọng. Và con này thì sử dụng chìa khóa thông minh. Đây, chìa khóa thông minh này các bác nhá. Đấy, chìa khóa thông minh. Đấy. Và chiếc chìa khóa này thì các bác chỉ cần đứng gần, các bác bấm vào đây cái thế là mở được xe. Đấy, đây là em bấm vào nó đã khóa rồi. Giờ ta mở này, ấn nhẹ cái mở ra. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Công nghệ hiện đại. Đấy. Xe thì em không muốn nói đến keo chỉ nữa vì con này là zin rồi, bao cam kết cho các bác rồi. Phần ốp gỗ của xe thì là vân gỗ màu đen nhá, chứ không màu nâu như các cái dòng khác, vân gỗ màu đen xám. Đấy. Và phần kính điện của xe thì hoạt động bình thường, tất cả hoạt động ok. Thì em sẽ ấn đề nổ, con này có đề nổ start top này. Đấy, các chức năng rất là hiện đại luôn. Đề nổ mình ấn lên cái thì nó sẽ bật điện và kính điện này, một chạm luôn các bác nhá. Đấy. Cái này này. Đấy. Kính hoạt động hết, em sẽ hạ hết kính xuống để cho các bác cùng xem. Đấy, tất cả các chức năng bình thường các bác nhá. Và các bác có thể nhìn là gương chiếu hậu cụp xe. Đấy, mình hạ cái đây. Đấy, cụp này đầy đủ luôn. Mở ra, điều chỉnh gương chiếu hậu bình thường. Con này thì có rất nhiều chức năng. Đấy, các bác nhìn này, chống khóa nó liên tục mở chế độ căn làn đường. Đây, các bác khóa ở đây, hỗ trợ lùi đỗ, hỗ trợ dừng khẩn cấp. Đấy. Đó, rất nhiều chức năng. Và tiếp theo là bên này các cái cổng thông tin tích phím tích hợp ở trên này. Đó, và bên này thì có cruise control các bác nhá. Đấy, ga tự động. Đó, và túi khí thì ngay trong này thôi. Đó, rất là tiện lợi. Và vô lăng thì thực sự là phải nói là thiết kế đẹp. Đây các bác nhìn này, trợ lái con này trợ lái điện nha các bác nhá, nên lái rất là nhẹ nhàng. Em chỉ thấy có một cái điều đó là không được là cái phần ốp này này, cái bọc vô lăng này này là nó hơi bị trơn. Thế nên là khi mà xoay lái đấy thì nó hay bị trơn. Thì thực sự là cái này nếu bác nào mua về thì các bác có thể thay. Còn cái da nguyên bản của xe đây, xe da nguyên bản này vẫn còn nuột là luôn, da nguyên bản. Đấy. Ghế của xe thì sử dụng là ghế da cao cấp. Hàng ghế da cao cấp này. Đấy các bác nhìn nhá, nó rất thể thao, ôm sát người. Đấy, phần dưới, phần trên. Con này thì ghế có chỉnh điện và nhớ hai vị trí. Đấy, chỉnh điện hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, nhớ hai vị trí bình thường. Đấy, và trên ghế thì có gắn sẵn là túi khí. Đấy, túi khí cho cả bên này và bên kia. Hai người ngồi đằng trước. Đấy, rất là an toàn. Tích hợp trên chiếc xe này thì khá là nhiều công nghệ. Vâng, công nghệ đầu tiên em muốn nói đến đó là công nghệ phanh khẩn cấp, phanh dừng đỗ, phanh điện tử. Đấy. Rồi có chế độ chờ tự động, rất nhiều chức năng. Còn có chế độ cài đặt xăng sport hay là normal hay là các cái chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, ở đây. Đấy. Điều hòa của chiếc xe này thì là chỉnh cơ thôi. Đấy, các bác nhìn nhá, điều hòa chỉnh cơ hai vùng luôn. Điều hòa hay chỉnh hai vùng và cửa gió các thứ thì điều chỉnh bình thường. Đấy. Hốc gió của chiếc xe này thì có 4 hốc gió ở phía mặt đằng trước và 2 hốc gió mặt đằng sau. Hốc gió mặt đằng trước thì các bác nhìn này, đấy, hốc gió này trông rất là phong cách thể thao. Và đây là phím báo cảnh báo đèn cảnh báo nha các bác nhá. Màn hình zin của hãng luôn, thực sự là em thì không nghiện cái màn hình này lắm. Muốn điều khiển cái màn hình đấy thì các bác điều khiển bằng cái phím này. Đấy, các bác điều khiển này. Đấy, các bác nhìn nhá, đấy, điều khiển này. Ta điều chỉnh vào các cái chế độ ở đây. Đấy thì nó sẽ có nhạc, ấn này, entertainment. Đấy, bật nhạc FM. Có cái gì không? Đấy, FM. Loa tắt. Đấy, em bấm một cái. Đấy. Nói chung là ngon. Rồi, đầu DVD thì các bác cắm vào đây nhá. Vâng. Thế còn gạt mưa,
tự động các thứ đầy đủ luôn, nước phun khá là tơi, gạt mưa sạch. Đấy, và đèn đây, em bật luôn đèn cho các bác để các bác cùng xem. Đèn định vị của xe cũng như là đèn pha. Đấy, các bác ơi. Đấy, đèn định vị nhá, đèn pha projector siêu sáng cùng với đèn định vị. Đấy, đèn ban ngày đây. Đấy, các bác nhìn nhá. Hệ thống đèn của xe rất là sáng luôn và chói luôn. Đấy. Đây là thử ban ngày đấy, thế nhưng mà bật lên nó đã như thế rồi. Và con này thì ánh sáng nó rất là mạnh, đến 5.000 nu. Đấy. Thế còn chiếc xe này thì các bác thì nhìn để ý trên cửa sổ trời. Đấy. Hoạt động bình thường. Đấy. Ngon. Đấy. Thực sự là thời tiết này nhà có cái xe như thế này đi trẻ con trẻ cái trèo lên ngồi cũng rất là sung sướng. Khuyến mại luôn cho các bác cái gối cao su tựa đầu này nhá. Khuyến mại luôn cho các bác luôn. Đấy. À, gạt mưa à, cái cửa đây. Đấy, cái tiếng cửa đấy nó rất chắc chắn luôn. Đấy, một chiếc xe được tích hợp rất nhiều công nghệ và đây là một chiếc xe zin nhá, nên là sẽ không em sẽ bao cam kết cho các bác rồi, nên là sẽ không tả nhiều về keo chỉ ấy làm gì cả. Đấy, cửa gió điều hòa vùng phía sau này các bác này. Đấy, rất là mát luôn, có điều chỉnh tốc độ gió đàng hoàng. Đấy, hướng gió luôn. Và đây bên đằng sau này thì có ghế cho 3 người ngồi đằng sau, rất là rộng rãi, khoảng để chân lên đến hơn 30 phân. Đấy. Và đặc biệt là các bác nhìn sàn nỉ của nó này, sàn nỉ nhá, lại còn hai lớp luôn này, hai lớp sàn nỉ cao cấp luôn. Vâng, một chiếc xe mua mới đến tỷ 1 tỷ 2, thế là giờ bên Nam Vũ Duy Auto chỉ bán 848 triệu thôi các bác, nhẹ nhàng như quân ấy luôn. Thế còn chiếc ghế này thì đều sử dụng là ghế là da cao cấp này, với bên trong là phần cao su thiên nhiên nhé các bác nhá. Sử dụng cao su thiên nhiên, còn bệ tì tay, nếu mà với hai người ngồi thì đây là bệ tì tay, thì các bác có thể để khá nhiều đồ và tiện lợi tích hợp, có cả cổng sạc USB với cổng 2.1 luôn. Đấy, rất nhiều chức năng hiện đại. Đấy. Và con này thì có hệ thống khóa ghế trẻ em Isofix kết hợp trên này nhé các bác nhá. Đấy. Trần này, trần nỉ này, rất là sạch luôn. Đấy, em quay trần kỹ cho các bác. Các bác nhìn trần nhá. Đấy, da trần xịn nó thế đấy ạ. Vâng, và đèn trần đây. Một chiếc xe mà đến xích xoa 10 túi khí. Vâng, người lái, người ngồi, cột kèo đầy đủ. Đấy. Hệ thống đằng sau, đèn hậu đây. Các bác nhìn này, đèn hậu mắt tròn nhá. Vâng, sử dụng kết hợp cả led lẫn bóng đèn luôn. Đấy. Logo đây. Đấy. Rất là hài hòa. Và con này thì sử dụng cái công nghệ SkyActiv, là cái công nghệ cho động cơ 2.5 đấy ạ. Công nghệ này vừa tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà lại giá thành rất là mềm luôn. Thế nên các bác mới mua được những chiếc xe này, giá nó chỉ nhô vậy thôi. 2019 giờ chỉ có 848 triệu. Hệ thống cảm biến đằng sau thì các bác nhìn này, đều luôn, cảm biến đằng sau nhá. Vâng, đấy, cảm biến đằng sau cho xe. Đấy, và bô xả đôi, bô kép này. Đấy, các bác nhìn rồi, bô kép luôn. Đấy. Và xe thì lại rất là hay, đó là cốp mở tự động, mình chỉ bấm nhẹ thôi. Đấy, cốp mở tự động luôn các bác nhá. Vâng, cốp mở tự động, chỉ zin, không thèm nói nữa. Vâng, còn đây các bác nhìn này, cái khoảng để đồ bên trong này rất là rộng luôn. Và đặc biệt là cái tấm này, khi mà các bác kéo căng này, các bác sẽ có một cái chỗ mà để mũ nón này, đồ đạc các thứ rất là nhiều. Đấy. Thực sự là đây, móc lên đây. Cái này thì nó lại móc lên đây cơ các bác. Móc lên hai cái trên này này. Hai cái móc mấu ở trên này, này. Đấy. Thì là khi nào các bác muốn đổi để đồ đó, các bác để lên đấy là ok luôn. Thế còn phần sàn thì em sẽ mở ra, các bác nhìn lốp sơ cua này. Đây là lốp sơ cua của xe thì ấy chà chà. Wow, các bác ơi, các bác có biết cái này là cái gì không? Wow, cái này thực sự là em nhìn thì em thấy là bow, nghĩa là của loa rồi. Khả năng đây là một cái loa trầm. Vâng, loa trầm sau xe. Đấy, rất là xịn sò luôn. Và đây là lốp sơ cua còn chưa hạ luôn này. Lốp sơ cua chưa hạ vẫn còn nguyên dấu sơn vàng nhá các bác nhá. Đồ nghề thì đây. Đấy, dấu sơn vàng còn nguyên. Đấy, xem nào. Ui chà, đúng loa rồi. Loa Bose. Vâng, loa Bose. Đấy. Con này thì sử dụng hệ thống âm thanh loa đến từ hãng Bose các bác nhá. Vâng, loa này nó nghe thì cực kỳ sung sướng cuộc đời luôn. Vâng, một hãng loa nổi tiếng đập ình ịch luôn, không chê được cái gì. Một chiếc xe lướt, em không muốn đảm bảo cho các bác không lỗi lầm nhá, nên là các bác yên tâm. Thế còn cửa đây,
ấn phát cái đóng cửa nhẹ nha. Đấy, đóng rất nhẹ nhàng luôn, êm. Đấy, cửa ở bên này đấy, các bác nhé. Đấy, mở ra rất nhẹ luôn và có các cái nẫy theo tốc độ, theo cấp độ mở cửa này, kính này. Đấy, và nội thất bên trong đây sạch sẽ tươi mới. Đấy, rộng rãi. Cái ghế đằng trước của chiếc xe CX5 này bên phụ thì cũng là được sử dụng ghế nhớ, thế nhưng mà ghế điện nên nhưng mà nó sẽ không nhớ nhá các bác nhá, chỉ chỉnh thôi, bình thường thôi. Em sẽ ngửa cái này ra nhiều nhiều một chút để tí nữa ta sẽ cùng đi chiếc xe này thì sẽ cùng trải nghiệm luôn về cái độ chất của cái khoảng của không gian nội thất. Và nếu mà các bác để ngửa ra thì các bác có thể một không gian từ chân cho đến cổ này. Các bác nhìn này, rất là rộng luôn và thoải mái luôn nhá. Đấy, nội thất màu đen thực sự là phải nói là đẹp. Thế còn đây là tem nhãn của xe. Con này thì sản xuất tại Trường Hải nhá. Vâng. Sản xuất tại Chu Lai Trường Hải. Và đây là một chiếc xe mà sản xuất 2019 này. Đấy. Đầy đủ các cái tem nhãn đầy đủ luôn. Hệ thống âm thanh loa Bose ở trên xe rất là nhiều luôn. Đấy. Được tích hợp trên 4 cánh này. Xong rồi tích hợp trên cả hai loa sườn này, hai loa chép bên này. Đấy, bên kia cũng thế ạ, là cột đấy ạ, cột chữ A đây các bác nhá. Vâng, và hệ thống loa trầm đằng sau. Vâng, rất là xịn sò. Và đặc biệt là chiếc xe này thì các bác có thể nhìn là nó có cả sổ bảo hành đầy đủ luôn, của hãng luôn. Đây là sổ bảo hành còn nguyên. Đấy, giấy tờ pháp lý của xe đầy đủ nhá. Bảo hiểm mà rộng cũng có này. Đấy, đầy đủ luôn, hướng dẫn sử dụng xe cũng có. Đấy. Các bác nào mà đến mua xe thực sự là yên tâm. Vâng, vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ luôn các bác nhé. Vâng. Và con này thì hạn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021 luôn. Đấy. Đấy. Rồi, đấy các bác nhìn này, nội thất này. Đấy, bây giờ ta sẽ đến khoang máy. Trước khi mà đến khoang máy ta sẽ khởi động động cơ của chiếc xe này để cho các bác cùng nghe tiếng. Bác ngồi trong này các bác khởi động động cơ. Đây, đồng hồ cảnh báo cửa mở này. Báo mỗi là sắp hết nhiên liệu thôi. Đấy. Đấy, máy rất là êm các bác nhá. Thực sự phải nói là máy cực kỳ êm luôn. Đấy, máy rất là êm. Đây các bác này. Đấy. Có chế độ stop này. Và đây. Đấy. Màn hình này thì có kết hợp cả camera lùi. Đấy, cam góc rộng 180 độ luôn các bác nhá. Rất là yên tâm. Lùi lại một chút. Đấy, rất là yên tâm luôn cho các bác. Đấy. Và em sẽ ra khoang máy để cùng với các bác xem về chất của máy của chiếc xe này. Đấy, ta mở cốp này. Cabo, mở cabo. Thực sự là máy rất là êm. Trước tiên nói đến máy thì em sẽ đi đến phần lốp đã. Vâng, con này sử dụng 4 quả lốp với la răng rất là đẹp luôn, la răng phay. Và con này thì sử dụng vành la răng 19 inch luôn các bác nhá. Lốp 225, 55. Vành 19, lốp đều sử dụng lốp Toyo và lốp zin theo hãng luôn, vẫn còn rất là dày và mới. Và một chiếc xe lốp nguyên bản chưa hạ là chưa thay một phát nào. Và cua lốp thì đều. Đấy. Cua lốp đẹp luôn. Đấy. 4 quả lốp này thì khá là giá trị luôn. Vâng, riêng bộ lốp này của nó cũng đã đến hai mấy củ rồi. La răng rồi phanh đĩa nhá. Phanh phía trước thì là sử dụng phanh kép, còn phanh phía sau là sử dụng phanh đơn. Đấy, hiệu quả phanh rất là tốt luôn. Đây là phanh kép này các bác ơi. Đấy, phanh kép đây. Hiệu quả phanh rất tốt luôn. Còn phanh đơn ở phía đằng sau nhá, đều là phanh đĩa. Thế còn bên trong cabo thì thực sự là phải nói là con này có một cái điểm, đó là cabo là hơi nặng một chút. Vâng, còn đây máy này, máy số zin. Em chờ em tí em chống cái cabo đã. Đầu tiên là các bác có thể nhìn đây là khoang động cơ của chiếc xe. Nổi bật lên là chữ Skytip, công nghệ Skytip cho áp dụng cho Mazda. Vâng, công nghệ động cơ vừa thân thiện môi trường, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Và con này thì chưa đến 8 lít trên 100 cây. Các bác đi thoải mái luôn. Mặc dù to bản to nặng hầm hố vậy thôi, nhưng mà đi thì rất là tiết kiệm. Máy thì rất là êm và máy số đều zin các bác nhá. Ốc zin nguyên chưa tháo mở. Vâng, ốc chưa hề tháo mở. Bao cam kết cho bác là máy còn zin nguyên, chưa đâm đụng, chưa ngập nước. Một chiếc xe lướt. Đấy, rất là đẹp, ắc quy này. Đấy, phần hút gió này, hút gió đây. Đấy, và bên này thì con này là trợ lái điện đấy các bác nhá. Thế nên là nó chỉ có lái rất là nhẹ nhàng. Và phần bên trong khoảng tấm nỉ cách âm này, rồi chống ồn này,
Đấy, các bác nhìn này. Đấy, phần ABS thì ở phía đằng sau. Đấy, và xe thì rất là sạch sẽ, không có lỗi lầm. Một chiếc xe lướt thực sự luôn. Vâng, rất là đẹp. Sườn đều, ốp đều căng. Đấy. Ốc ác còn nguyên zin luôn. Xe chủ người ta phải nói là đi khá là giữ gìn. Đấy. Đấy, các bác nhìn phần trên này. Đấy, phần trên này chỉ à, thảm nỉ à, cách à, âm này. Đấy. Rất là luột luôn. Có máy khô sạch đấy. Khoang này con này khoang máy của nó rất là khô luôn. Dầu xem nào, dầu có mới hay không nhá các bác nhá. Ai chà, dầu vẫn tươi vàng óng luôn. Dầu vàng. Đấy là ok rồi. Đấy. Khoang máy thì khá là sạch. Đấy. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã review một chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2019, động cơ 2.5 bản phun kịch, 4 bánh dẫn động chủ động luôn. Và với giá tiền thì cũng vô cùng mềm, thực sự là chỉ có 848 triệu đồng các bác sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Vâng, giao xe đến tận nhà trên toàn quốc cho các bác nhé. Và những ai quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Auto tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Auto. Vâng. Và bây giờ thì em với quý vị các bạn sẽ cùng lùi chiếc xe này một chút, sau đó ta thử cái cảm nhận độ vọt của chiếc xe này. Con này độ vọt nó khá là cao, máy 2.5 vừa khỏe vừa lại tiết kiệm nhiên liệu mà lại độ vọt tốt. Đấy. Không mua thì để làm gì. Ái chà, hệ thống phanh điện tử các thứ chức năng của xe rất là xịn sò luôn nhá. Em sẽ hạ kéo phanh lên. Có chế độ sport nữa. Đấy. Sport ngay ở đây này, các bác nhìn đồng hồ này, nó hiển thị ngay sport này. Đây, em hạ tắt này, bật sport nhá. Rồi, ta sẽ lùi lại một chút. Ai chà. Và con này thì các bác nhìn này, có đồng hồ nhỏ nhỏ đây. Đây này, đây này, đấy, các bác nhìn chưa? Nó có đồng hồ hiển thị km, công tơ mét nha các bác nhá. Đấy, hiển thị công tơ mét số. Đấy. Em sẽ lùi một chút ra cái khoảng rộng rộng này để ta cùng vượt lên cái đoạn kia cho các bác xem cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này. Đó. À, các bác nhìn nhá. Vâng. Máy 2.5 tăng tốc thì sướng lắm. Giời, các bác nhìn này. Đấy, tăng tốc rất tốt luôn. Và nó rất là bám. Đấy, chỉ trong có một tí thôi mà nó đã lên đến 60 cây trên giờ rồi. À, thực sự là cái độ vọt tốt như thế này thì mình đi xe cũng rất là yên tâm. À, nó thoát xe, nó không hề có hiện tượng nhào lái. Và ngồi trong những chiếc xe như thế này thì cảm giác nó rất là mát luôn đấy các bác nhá. Đấy, những ai mà quan tâm đến mẫu xe này thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Auto. Đấy, cửa hàng em ở Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Đấy, một chiếc xe tuyệt vời, không lỗi lầm, zin đét cả xe. Đang thực sự là một mẫu xe phải nói là ăn khách. Ai chà, còi to phết. Và con này thì có cả hiển thị cảnh báo đoạn đường, tốc độ giới hạn nữa các bác. Đấy, các bác nhìn nhá, cái số 80 kìa. Đấy, có hiển thị cảnh báo tốc độ luôn, rất là yên tâm. Đấy, số 80 đấy ạ. Và một chiếc xe được tích hợp khá là nhiều công nghệ đến từ Nhật Bản và sản xuất tại Trường Hạ. Không gian bên trong thì rộng rãi đấy, cho gia đình quá là tuyệt vời, đi lại thoải mái và rất tự do trong xe, không bị gò bó tức bức bởi những cái mẫu xe bình dân nhỏ đấy. Vâng, tiền nào của đấy thôi, hàng xe cao cấp những cái mẫu xe này thì đúng là không phải nghĩ ngợi gì rồi. Ui trời 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 trời, xe cảm giác lái rất là nhẹ nhàng luôn, trôi luôn. Con xe này ngon. Duy chỉ có một cái lỗi là sắp hết xăng. À, em sẽ vào cây xăng để đổ xe, sau đó thì chờ các bác đến xem xe và trải nghiệm. Vâng, bác nào mua xe khuyến mại cho các bác đầy bình xăng luôn. Con này bình xăng nhiều phết đấy ạ. Và 67 với 80 lít à. 7 73 78 lít thì đấy. Vâng, thì nói chung là
nhân tiền nên là cũng mất đến 1,4-1,5 triệu chứ không ít gì đâu. Và đấy, xe chạy rất là luồn, cân bằng động tốt nha các bác nhá, hệ thống giảm sóc tốt, đi êm, gầm vệ chắc, gần như là chỉ có nghe những cái tiếng rội từ lốp lên thôi, còn đâu không nghe lỗi làm gì. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Ở bên em thì xe rất là nhiều, vâng, nhiều vô đối luôn. Để mời các bác đến xem xe và trải nghiệm ở bên Vũ Siêu thôi. Vâng, cảm ơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình những chiếc xe tuyệt vời. Xin chào. Đấy, bên bãi em xe đầy như này.